Phạm Vy rất vui được gặp lại quý khán giả của chương trình Showbiz 101 được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình VTC8 UTV. Hãy cùng đến với 30 phút của chương trình để cập nhật những tin tức và hậu trường thú vị của làng giải trí trong tuần qua. Showbiz 101, chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục 114 hé lộ những thí sinh bước vào ngôi nhà chung của The Voice Kids. Cuộc chiến không cân sức của các thí sinh thần tượng âm nhạc nhí 2016 sau việc chung tay bảo vệ biển. Finding Dory lập kỷ lục phim hoạt hình có doanh thu ra mắt cao nhất mọi thời đại. Công bố dự án làm phim về Michael Jackson. Chuyên mục 101, hậu trường phim Mặt nạ máu. Thái Hòa chia sẻ về dự án mới trong nghệ thuật. Sau những mùa giải thành công, giọng hát Việt nhí 2016 đang bước vào những giai đoạn cuối cùng trước khi lên sóng. Ở mùa giải năm nay, ngoài những đổi mới đến từ dàn ghế huấn luyện viên, chương trình còn có thêm nét mới khi có thêm cuộc thi sơ tuyển online. Sau hơn 3 tuần diễn ra, ban tổ chức giọng hát Việt nhí online 2016 tìm ra được những giọng ca xuất sắc nhất. Top 5 của cuộc thi đã cùng giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh tiếp tục tham gia vòng thẩm định cuối cùng để chọn ra 3 bạn xuất sắc nhất chính thức tham gia The Voice Kids 2016. Kết thúc buổi thẩm định, giải đặc biệt đã thuộc về thí sinh Chiara Franken. Thiên thần Lai gốc Ý sẽ được đặt cách vào thẳng vòng đối đầu. Ngoài ra, Chiara Franken sẽ được quyền chọn về đội của huấn luyện viên mình yêu thích. Hai giải nhất đã thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Hoài An và thí sinh Nguyễn Hoàng Mai Anh. Cả hai sẽ được quyền đặt cách vào thẳng vòng giấu mặt. Vòng sơ tuyển tập trung sẽ được diễn ra vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Dự kiến giọng hát Việt nhí 2016 sẽ được lên sóng vào ngày 23 tháng 7 năm 2016. Bên cạnh giọng hát Việt nhí 2016, cuộc thi thần tượng âm nhạc nhí mùa đầu tiên cũng đã đi được nửa chặng đường. Tuy là lần đầu tiên tổ chức, nhưng các thí sinh nhí tham gia chương trình đã mang đến nhiều phần trình diễn chất lượng. Nhiều khán giả hâm mộ cho rằng đây là cuộc chiến không cân sức của các thí sinh thần tượng âm nhạc nhí mùa đầu tiên, khi mọi sự chú ý mỗi tuần đều tập trung vào thí sinh Hồ Văn Cường với giọng hát dân ca ngọt ngào và sâu lắng. Nhiều tuần liên tiếp, Hồ Văn Cường đều nhận được bình chọn cao nhất từ khán giả và được bộ ba ban giám khảo dành nhiều lời khen tặng. Tuy nhiên, nhiều khán giả kỳ vọng rằng trong các live show tiếp theo, Hồ Văn Cường sẽ thể hiện những ca khúc với nhiều dòng nhạc khác nhau để tạo nên sự hấp dẫn cho chương trình. Vào tối ngày 18 tháng 6 vừa qua, chương trình Hãy Làm Sạch Biển đã được diễn ra với sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ cùng những tiết mục nghệ thuật và chuỗi phóng sự điều tra vô cùng đặc biệt truyền tải những thông điệp về tâm tình của biển. Chương trình đã giới thiệu một phóng sự vòng quanh thế giới từ châu Á, chứng kiến những người dân ở làng chài nghèo nơi đây phải nhặt nhạnh thức ăn thiêu thối từ bãi rác trên biển để sống, tới những dòng sông sủi bọt, nồng nặc mùi hóa chất vì các nhà máy xả thải chưa xử lý, rồi lại đến những núi rác, những bãi biển chết. Hơn 5 km chỉ toàn rác thải, tuyệt nhiên không có một bóng người tại thiên đường nghỉ dưỡng Hawaii, châu Mỹ. Camera cận cảnh cũng kể về số phận của những chú cá chết vì ăn mảnh nhựa, tác hại của nhựa với sức khỏe giống nòi của con người. Xác những chú chim hải âu ở vùng biển Thái Bình Dương và không quên quay về những vùng biển của Việt Nam thăm những người mẹ mất con, vợ mất chồng vì những cơn bão đến từ biển cả. Trong vai trò là đại sứ của chiến dịch Hãy Làm Sạch Biển, ca sĩ Thu Minh cũng lạc giọng khi kêu gọi những ông bố bà mẹ hãy nghĩ đến con của mình, con của mọi người để thay đổi hành động mỗi ngày. Dù là nhỏ thôi nhưng nó cũng giống như hiệu ứng cánh bướm. Chỉ một cái đập cánh nhỏ cũng gây ra sức công phá ghê gớm. Ra mắt chưa đầy một tuần, Finding Dory đã mang về con số doanh thu khổng lồ cho Disney và phá luôn kỷ lục các bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Sau 13 năm thành công của Finding Nemo với doanh thu khổng lồ 936 triệu đô la Mỹ, mới đây chuyến du hành tìm kiếm gia đình của cá xanh đản trí Dory tiếp tục xác lập kỷ lục mới mang về cho nhà sản xuất khi thu về 136,2 triệu đô la Mỹ sau 3 ngày công chiếu tại thị trường Bắc Mỹ. Với màn trình làng ấn tượng này, Finding Dory đã chính thức trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu ra mắt cao nhất mọi thời đại. Đồng thời, đẩy con số kỷ lục 121,6 triệu đô la Mỹ của Shrek The Third 2007 mà DreamWorks đang nắm giữ gần 10 năm qua tụt xuống vị trí số 2. Bối cảnh Finding Dory diễn ra vào 6 tháng sau sự kiện cha con Marlin Nemo được đoàn tụ. Với trí nhớ ngắn hạn, Dory lại thỉnh thoảng mơ thấy gia đình mình nên đã có quyết tâm băng qua đại dương tìm về nơi cô sinh ra để được đoàn tụ cùng cha mẹ mình. Chuyến hành trình càng trở nên đầy hấp dẫn hơn với nhiều người bạn mới xuất hiện trong phần này như cá heo định mệnh, cá voi Bailey, bạch tuộc Hank.
sorry. I gotta blink. How do you hold your eyes open that long? Những con số ấn tượng về kỷ lục doanh thu ra mắt mà Finding Dory mang lại hoàn toàn nằm trong dự đoán khi bộ phim liên tiếp nhận được những phản ứng tích cực từ giới truyền thông cũng như khán giả hâm mộ trên toàn thế giới. Vừa qua, đại diện Warner Bros. Thông báo hãng sản xuất truyền hình Bad Robot Productions của Abrams đang phát triển một chương trình truyền hình dựa trên cuốn sách sắp ra mắt nói về những ngày cuối đời của ông vua nhạc pop Michael Jackson của tác giả Smiley mang tên Before You Judge Me, The Triumph and Tragedy of Michael Jackson's Last Days, trước khi bạn phán xét tôi, thành công và bi kịch trong những ngày cuối cùng của Michael Jackson. Tác phẩm này lên kệ vào ngày 21 tháng 6, cuốn sách đã khắc họa khoảng thời gian cuối đời của một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng hàng đầu, khám phá những khía cạnh nổi bật nhất và cũng sâu kín nhất về ngôi sao nhạc pop quá cố, những nỗ lực của ông nhằm bảo vệ sự riêng tư trong cuộc sống, cũng như áp lực ông phải chịu trước danh vọng khổng lồ. Bộ phim được đạo diễn bởi Jeffrey Jacob Abrams, đồng thời ông cũng là nhà sản xuất phim kiêm biên kịch nổi tiếng người Mỹ. Chia tay với những tin tức nổi bật của làng giải trí, ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với hậu trường của bộ phim điện ảnh Mặt Nạ Máu đã được ra rạp vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Để em ghé anh Lì. Em té ra anh Lì. Trời ơi, diễn hả? Diễn hả? Ôi sao mấy người nhát quá, làm gì có ma mà phải sợ. Cái gì vậy má? Tới cái chỗ này còn diễn nữa. Ôi diễn giỏi quá ha, sao bỏ nghề đi làm stylist vậy má? Ôi thích mô Phật. Trời ơi, cái gì mà trai gái bê bê uống gió đem vô cửa Phật vậy mấy ba mấy má? Em mới nhảy ghê vậy. Ừ, vậy là em âm hay là dương? Bây giờ bắt đầu vô quay phân đoạn cuối của em là em hết like rồi. Arson. Thở ra khói rồi. Không có dám đi kiếm con. Gác.